tỏi nấu, Việt Nam nấu Ờ. rất ngon. Đúng rồi, rau muống Việt Nam mà nấu thì cơ bản là nấu với xào với tỏi. Vâng, đúng Ăn rồi, thì ngon hết ý luôn. rất ngon. Ăn ngon mê ly luôn. Và cái mà em rất thích rau Đấy. rau rau muống. Đấy, chính xác. Vâng, xin chào quý vị các bạn. Tôi tên là Elindu. Hôm nay chúng tôi đến đây nói chuyện cho các bạn làm nông nghiệp. Vâng, xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay Nhật Nguyệt Vlog và đón bạn khách rất đặc biệt là bạn Elindu đến xem các cái hạt rau mà Nhật đã gieo hạt các bạn ạ. Thì đã gieo được 4 ngày và coi thử xem thử nó lên như thế nào các bạn nhá. Đấy, đây là các cái giống rau anh đã gieo được 4 ngày rồi. À, 4 ngày rồi à? 4 ngày. Ồ, lên rồi. Lên rồi. Đây nha. Thì mời các bạn cùng em muốn điều đó kiểm tra. Kiểm tra. Rau. Vâng. Kiểm tra rau. Vâng. Ok. Đi. Đây sẽ đưa bạn Elindu ra xem rau này. Đây là cây xà lách. Rau gì? Xà lách. Rau xà lách. Em biết xà lách không? Biết, rau xà lách. Sao là lách ăn gì? Ăn với cà chua, hành. Đúng rồi, ăn. Dầu ăn. Đúng rồi. Muối. Kiểu như ăn salad. Vâng. Đúng chính xác, ăn salad với ăn cơm. Ăn sống. Việt vâng, Việt Việt đúng Nam. Rồi. Việt Nam gọi là kêu bằng ăn rau sống. Vâng, không nấu được. Không chính xác, không nấu, nấu là ăn em mất biết. Mất mất chất ngon. Em biết rồi. Ê, siêu. Còn đây, đây đây không có gì cả, có đất thôi. Không, đây là anh chị mùi, cây rau mùi biết chưa? Rau mùi. Cây gì? Đúng rồi, rất là thơm. Vâng, đúng rồi. Đấy cây rau mùi mà để cũng để ăn sống, cây này ít khi nấu lắm, hoặc là khi nấu chín thì với bỏ vào. Vâng. Đấy rồi nhắc là liền hoặc là nhắc ra khi nhấc thức ăn ra để ăn á, vâng. Thì khi đó phải bỏ một chút vào. Dạ. Đấy, ok. Nhưng mà em biết. Anh cha, nhưng mà chưa lên. Anh gieo 4 ngày rồi nhưng mà chưa lên. Ok. Đấy. Tại sao rất lâu? Mới có 4 ngày thôi vì cây cây mùi cây giống hạt cây mùi này, nó cây này 4 lên ngày. Lên chậm. Cây này 4 ngày. Cây này cũng 4 ngày còn cây này là cây này là rau rau gì? Đây là cây cải ngọt. Biết cây cải ngọt chưa? Cải ngọt không, em không biết. Cây cải ngọt là dùng để nấu canh rồi dùng để xào ăn. Nấu canh không? Xào. À, em biết. Biết chưa? Biết. Nhìn thấy rồi một lần. Nhìn thấy đã ăn chưa ạ? Đã ăn cái cây ăn rồi. Cây cải nhưng ngọt. Không ngọt. Cây ngọt nhưng mà không ngọt. Không. Ăn không ngọt. Nó vẫn ngọt. Không phải. Hả? Không phải ăn không ngọt. Không ngọt. Em ăn không ngọt. Ừ. Vâng. Tức là ăn rồi. Vâng. Bên giờ cây này cây đây là cây cải muối dưa. Muối dưa. Cây cải muối dưa. Đã ăn cải dưa muối chưa? Có nhiêu rào em chưa không nhớ. Tức là cây cải này có thể nấu canh này. Đấy có thể là xào ăn này. Khi nào nhỏ giống rau này. Nó là hai loại. Lá khi nào nhỏ giống nhau. Lá nó hơi đúng rồi, hơi khác nhau một chút. Cây này có thể là muối ấy, muối để ăn dần. Muối để ăn dần rất là ngon. Ok anh. Đấy hôm nào anh muối tốt lên rồi anh sẽ muối và anh để cho em ăn. Ít. Các bạn nha. Đấy. Anh bơm vào phân không? Có. Phân gì? Phân bô hoặc phân gì? Cái này thì anh bón lót một ít phân gà. Vâng. Rồi anh gieo chung. Hạt. Bơm vào chung. Ừ, anh bỏ trò chung với đất, anh gieo hạt. Nhưng mà anh mua không? Hả? Mua. Anh mua. Anh mua phân.
Đấy, rồi anh bỏ vào gieo hạt. Rồi sau này sau thì cho nó lên một chút nữa thì anh sẽ tưới đạm ure. Còn đây, đây khoan ạ. Cây nào đây là cái luống rau muống này. Bên này ạ? Ờ, đây là luống rau muống anh. Bao nhiêu ngày rồi? Cái này cũng 4 ngày và bắt đầu lên các bạn này. Đây. Rau muống. Ờ, rau muống. Okay. Đây cây rau muống là được 4 ngày thì bắt đầu lên. Đây. Vâng. Rau muống em ăn rất ngon. Đúng rồi. Tỏi. Nấu Việt Nam nấu. Ờ. Rất ngon. Đúng rồi, rau muống Việt Nam mà nấu thì cơ bản là nấu với xào với tỏi. Vâng. Ăn rồi. Thì ngon hết ý luôn. Rất ngon. Ăn ngon mê ly luôn. Vâng, em rất thích rau muống. Đấy, chính xác. Vâng. Bây giờ rau này tên là gì? Cây này là cây tía tô. Thì ăn sống cũng được. Ừ. Rồi em ăn nhiều lần rồi. Ăn nhiều lần rồi. Ừ. Thơm. Bây giờ có một cái rau khi nào ăn chua. Giống hết cay. Rau chua hay là lá vàng vàng? Lá vàng vàng vàng. Ừ. Vàng là cây lá chua đấy. Vàng gần cây này. Anh cho một chút. Em lấy. Cái này. Cây này là đúng rồi. Cái này không chua. Chua à? Giống hết cay. Cái này là cây rau răm. Cây này ăn với trứng vịt lộn, gà lộn. Chua. Giống có ớt cay. Đúng rồi, cây này ăn cay. Thì cây giống này là rau rau răm. Rau dùng, răm. Dùng để ăn trứng lộn. Vâng. Thì trứng gà lộn này, vịt lộn này. Vâng. Đấy, thì là ăn với rau răm này rất ngon. Rau răm này đúng có thể rồi. Là khi nấu cá đó. Khi nấu cá thì em cho vào một ít thì nó đỡ cái mùi tanh của cá đi. Ok anh. Đấy, đỡ mùi tanh của cá đi. Nhưng thì mà cây ngon thế. Hả? Rất ngon, ở Angola không có. Đúng rồi, cây này Angola không có đâu, cây này là ở Việt Nam nhỉ anh. Vâng. Đấy. Thì cũng có trồng. Trong cây này khi nào ở đây có nhiều em cầm lấy một cục đi trồng ở nhà. Ờ. Thì hôm nào anh em thích thì anh đến nhà em anh trồng cho một ít hạt giống, đưa ít hạt giống để trồng. Okay. Rồi anh đưa cả cái giống này để trồng luôn. Ăn rất là ngon. Dạ. Khi em nấu cá đấy, đặc biệt là khi em nấu cá, cá chín nha. Cá chín để chuẩn bị nhắc ra. Cá chín rồi. Cá chín rồi em nhắc cá ra. Cá nướng hoặc cá luộc. Không, cá hầu như cá nấu thôi. Okay. Cá nướng thì không cần. Thì khi em nhắc ra thì em bỏ một ít cây rau răm này. Vào thì nó ca mất cái mùi tanh của cá đi. Okay. Và ăn rất là ngon. Nhưng mà tại sao anh không trồng rau bí? Rau bí rau có. Bí đỏ. Có anh có đưa ở giống bên nó này rồi. Không có. Anh có đưa giống nó rồi thì hôm nào anh sẽ trồng. Vâng. Đấy. Okay, ok. Thì bây giờ anh sẽ kêu... Rau má. Rau má. À. Rau má cũng có. Ở đây ở đâu? Ở đây anh chưa trồng vì anh mới đóng được cái khung đó vì hôm trước anh trồng rau đây nhưng mà con chó nó phá hết. Con nhưng chó mà to. Luôn anh đi nông nghiệp xa có nhiều cái, tại sao bây giờ anh trồng rau ở bên này thôi, tại sao không làm tất cả ở đây thì không có nước. Không có nước rất khó khăn. Ở đây nước đâu mà trồng được, cái chỗ đó mà tưới nước thì làm sao mà đủ nước để mà tưới được em. Vâng. Mua nước nó đắt thì ở đây không có suối đấy, không có nước để mà nữa. Vâng. Đấy. Thì đây rất nhiều loại rau. Vâng. Đấy. Thì để anh sẽ kêu kêu anh bạn đến tưới nước cho rau nhé. Vâng. Ừ. Vâng. Ừ. Em thấy chưa? Và đầu kia trồng một ít đây là đây cây tía tô đây các bạn này. Đấy, cây tía tô cũng lên rất là đẹp rồi. Đây này. Các bạn nha. Đấy, hôm trước anh trồng đây thì không có cái hàng rào này. Hàng rào này anh mới làm mà. Không có cái hàng rào này thì con chó to nó vào nó phá hết đi. Bốc. Đấy, nó vào nó phá bốc. Hết. Nó vào nó phá hết của anh. Đấy, con chó này đây. Hôm trước mình làm một cái vườn rau cũng rất đẹp. Nhưng mà nó phá hết.
Vâng, như vậy là chiều hôm nay bạn Elindu có đến chỗ nhà Nhật chơi thì cùng review cùng với các bạn, với bạn Elindu là thăm các cái cây rau mà Nhật đã trồng để cho bạn ấy biết, và hôm nào rảnh thì sẽ đến nhà em trồng một hôm nhá. Ok. Tức là trồng vào các, vì bạn nhà của bạn Elindu là đi thuê ở như chung cư ấy. Đúng rồi. Đấy, thì sẽ không có đất để mà trồng. Nhưng thì... mà có cháu, có cháu. À, có chậu. Vâng. Đấy, có chậu rồi, hoặc là cái chai nhựa nó em... nó người ta vứt đi ấy, thì mình tận dụng mình làm được. Vâng. Đấy, thì ngày mai hoặc ngày kia đi. Khi nào em rảnh? Chủ nhật. Chủ nhật tuần sau. Chủ nhật tuần sau. Ok. Em gọi lại cho anh. Ờ. Tức là hôm nào rảnh thì sẽ đến nhà em trồng một số loại rau cho, dạ vâng, cho gia đình nhà em. Dạ vâng. Đấy, cùng ăn em các loại rau, các loại rau Việt Nam ấy. Thì vâng. Anh sẽ hướng dẫn cách trồng, cách làm để cho em làm luôn. Dạ vâng. Ừ. Luôn luôn khi nào em ở nhà, người Việt, em nhớ đồ ăn của người Việt Nam. Ăn cơm với rau. Đúng rồi. Rất rất ngon. Với thịt. Chính xác. Hoặc với cá, với trứng gà. Đúng rồi. Rất ngon, em nhớ rất nhiều. Bây giờ em ngon ở nhà, luôn luôn trồng rau ở nhà. Ừ, đúng rồi. Vâng. Vì người Việt Nam nhà anh thì ăn rau rất là nhiều. Vâng. Ăn rau rất nhiều, không như người Angola ăn thịt, ăn cá. Đúng rồi. Rất nhiều, không ăn, thích ăn rau. Ăn rất ít ăn rau. Vâng. Đấy, nên là học cái cách của người Việt Nam ăn rau nó tốt. Nó đặc biệt là nó tốt cho hệ tiêu hóa của mình. Ok. Đấy, nó tăng cường cái sức khỏe và sức đề kháng để chống chịu lại các cái bệnh tật. Dạ. Chương trình của Nhật cùng với bạn Elindu chiều hôm nay xin kết thúc ở đây. Thì xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại. Vâng, xin chào các bạn, hẹn gặp lại.